ba đó, một thánh kinh đó. Chúng ta trong thánh kinh chúng ta học tìm hiểu đoạn 1, đoạn 2 hết rồi. Bây giờ chúng ta coi cái đoạn 3, thật ra đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5 á, chẳng qua là cái kháng biện. Kháng biện của Phúc Cà Lá qua đi thôi, tức là cái nhân quyết mà thôi. Mở ra nó cũng dễ chứ không có dễ. Cái đoạn này thì lặp đi lặp lại, nhưng mà nếu mà chúng ta khéo léo một xíu á, chúng ta sẽ nhận thức được là tại sao được lặp đi lặp lại. Ở trong chánh kinh thường thường á, các vị nhớ giùm sư á, dù do kinh Trung Bộ hay Trường Bộ gì đó, thì khi mà Đức Phật thuyết đó, rồi khi Đức Phật lặp lại đó, tức là lời nguyên văn. Chứ không phải chúng ta nói nó ngắn đắt, nó ngọt, không có. Cho nên những cái mẫu mã này giống như cái lời sau đi theo vậy đó, khi mà nói được cái đoạn gì đó, khi mà nói lặp lại là lặp nguyên văn luôn. Cho nên chúng ta nắm bắt là tại sao mà cái bị cùng lặp vậy chứ. Thì chúng ta bị rối lên, tức là chúng ta nghĩ không ra, nó có gì cả. Mà nếu chúng ta chịu khó cái mệnh đề nào ra cùng mệnh đề đó xong rồi thì chúng ta sẽ bắt được cái ý rất là ấy. Thì theo cái đoạn 3 này cũng kinh đó. Ê, trường có nghĩa là cho rằng là B sai lầm. B có nghĩa là cho rằng B sai lầm, tức là phe đối lập nó sai lầm. Bởi tại sao cho là sai lầm? Bởi vì cho sai lầm ở chỗ là trong cái câu trước đó chúng ta thấy rằng cái sự sai lầm được lập thêm hai lần. Điều này ngài đã sai lầm. Cái đoạn ăn trước đó. Điều này ngài đã sai lầm mà sai lầm được lặp lại hai lần. Thì lặp lại hai lần đó chúng ta biết rằng đó là một sự khẳng định. Cho nên mới nói là ngài vẫn giữ những cái lập trường cho chúng ta sai lầm. Mà tại sao ngài lại cho chúng ta sai lầm? Tại sao vậy? Nhắc cho chúng ta sao? Đó là B á. Hỏi là B tại sao? Theo dõi trong đó thôi. Tại sao ngài lại nhắc cho chúng ta sai lầm? Bởi vì do nhân ngài bất trí, nhanh trí. Nghĩa là vì ngài nhanh trí quá, tốc trí quá. Cho nên khi mà vừa thấy chúng ta hớ chút xíu là lấy ngay cái điểm đó khẳng định chúng ta sai lầm. Mà sai lầm này là vì ở trong mấy giờ chị Ba Liên nó có chữ là xuống mấy ca hả, mấy ca hả là tâm lực nhất, tức là mâu thuẫn. Nó là mâu thuẫn. Cho nên đây là sự việc đó là khéo sai lầm. Sự khéo sai lầm này có nghĩa là cái sai lầm nó dội lấp vào này. Dội lấp đi. Tức là do cái câu mà không nên nói như thế. Đó, câu nói mà không nói nên nói như thế. Tức là cái người này biết mình đã sai rồi nhưng mà khéo lấp lại. Khéo lấp lại bằng cách là không nên nói như thế. Tức là nó không có xác định mà cũng là không có phủ định.
muốn hiểu sao hiểu, ông nói thế muốn hiểu sao hiểu, nha. Hiểu đúng hay là hiểu sai thì đó tùy. Cho nên chỗ này chữ khéo sai lầm. Nhưng mà thật ra bên này nó là thật ra chúng ta không hết làm. Thật ra chúng ta không hết làm. Mà có như lại hết không sai lầm nữa. Ý của cái đoạn văn này là như vậy. Ý của đoạn văn này là như vậy thôi. Ở đoạn thứ tư năm thì là tiếp tục ra là biện minh cho cái điều mình đó là đoạn thứ tư á, B nói rằng là cho là B là khẳng định hay là xác định B đáng bị kiểm trách. Tại trong lúc biện luận á, trong lúc biện luận á mà hớ ra một từ hay là sơ hở một từ thì người ta sẽ bắt nghe cái từ đó ta vặn vẹo mình sẽ thua ngay. Mà ở trường hợp này chúng ta thấy chỗ nào, cái gì học rồi, trường hợp này chúng ta thấy chỗ nào? Ở trường hợp này chúng ta thấy đâu, chỉ sơ xuất một từ thôi mất cả một khu vườn. Ai à? À nhưng mà có ông chia tá đó, ông cấp đọc nói rằng sao, xin dân tử hãy cho tôi cái vườn này. Nói này chứng giả ta không cho, dù ông có trải vàng đó, vậy thì vườn được bán. Thấy hớ một từ không? Câu chuyện đó biết chưa? Hả? Biết rồi. Cho nên trong biện luận mà hớ một từ là bị bắt bài liền. Và nhanh chóng là bị thua kho thua cuộc. Và cái điều thứ 5 á, cái đoạn trên thứ 5 á là B nói rằng cái điều mà chúng ta nói thật sự là không có sai lầm mà đúng hay chăng. Cái điều đó là cái người được nhận thấy là một sự thật cao tột chân thể tuyệt đối, đó là chân lý chứ không phải sai lầm như ý ngài nghĩ vậy đó. Nếu ai mà đọc những ba cái đoạn văn đó thì nối kết những ý nghĩa đó thì sẽ nắm bắt được thôi nha. Nếu con không có gì khó hiểu đó, nó không cần gì phải rườm rà đó. Thì giả giải thích sơ cho các vị thôi, cái điều này cũng không cần gì phải thích giải thích nhiều, chẳng qua là cái dùng ngôn ngữ để mà biện luận cho cái sai lầm của mình thôi. Bây giờ chúng ta qua tới đoạn thứ 6, đoạn chánh kinh thứ 6. Rồi chúng ta sẽ đi từ trong chánh kinh á, đi từ đoạn kinh thứ nhất, nó dần cho hết cái bộ này lên. Rồi đoạn kinh thứ 6 B hỏi thằng á, B hỏi người không được nhận thấy là một sự thật xác lập chân thể tuyệt đối. Thì tên đó là phải rồi. Ừ.
Tức là B lặp lại cái đoạn mà mình hỏi T ở cái đoạn 2 đó. Cái đoạn 2 đó, trong cái đoạn 2 đó. B lặp lại. Và T vẫn đáp là phải rồi. Vậy sự thật cao tột, chân thể tuyệt đối nào, đó là người không được nhận thấy, phải không? B đáp không nên nói, B đáp là không nên nói như thế. Để lặp lại giống như cái đoạn kia vậy đó. Để Ngài nhận thức mâu thuẫn chỗ này nè. Nếu Ngài nhận 1 thì cũng phải nhận, Ngài nhận 3 phải nhận 4. Mà không nhận mà 4, không bác bỏ 4 thì cũng phải không nhận 3 và không bác bỏ 3, đó là sự sai lầm của Ngài. Ngài như vậy. Đó là hỏi là tại sao? Câu hỏi đó, là bên chỉ giải đó. Tại sao bên B đã biện minh cho cái sai lầm của mình rồi? Là mình không có sai lầm. Đó là B biện minh tất cả những cái gì mà hồi B gọi ra B sai lầm đó. Vậy dẫn chứng ra là không có sai lầm, khẳng định là mình không có sai lầm. Vâng, trong ba cái đoạn trước đó, cái đoạn thứ 6 này lại tiếp tục lại hỏi. Lặp lại như cái đoạn 2. Ai sao vậy? Thì thầy giải nói rằng á, là B hỏi B để xem cái B này có thay đổi lập trường không? Đó là sau khi biện minh hết rồi, tôi không có lỗi nha, giờ tôi hỏi anh, tôi có lỗi không? Hiểu không? Có hiểu gì không? Để xem này, T này có thay đổi lập trường không? Mà nếu mà T mà thay đổi lập trường á, tức là T sai. T sai mà B đúng. Hiểu chưa? Nó tại sao lại lập đi, lại lập lại nữa? Ta là ý của B muốn cho T xác định tới đây mà không chịu, không để T xác định á, vậy nó không có nghĩa. Cũng như là anh nói tôi sai hả, giờ nè tôi làm gì vậy nè, đúng có sai giờ, có phải tôi sai không? Hỏi lại bên kia, anh không sai thì là nó có giá trị, chứ mà biện minh này không mà không hỏi lại không có giá trị. Hiểu ý nghĩa này không? Có hiểu ý nghĩa này không? Bắt bác Phương phải xác định là mình đúng. Nhưng mà đây đó, phải rồi, mình cũng tính. Hỏi chú có sai không? Sai. Nó nói cho đã rồi, hỏi anh nói tôi sai mà tôi có sai không? Có. Đang nói cuộc tính. Mà khi đã vậy rồi tới đây cũng không biết nói nữa, mới lặp lại cái điều mâu mâu thuẫn nữa, tức là cái sự thật chân thể tuyệt đối đó là người không được nhận thấy, phải không? Thì đối với câu hỏi này là đây bắt buộc chúng ta hiểu rồi đó, bắt buộc phải trả lời là không nên nói như bắt buộc, không cách nào khác hết. Mà tuần trước chúng ta học cái luận điểm hết rồi đó, tuần trước chúng ta học cái tại sao phải nói như vậy rồi. Vậy sự thật nó có hai đúng không, mà người nó cũng có hai nữa đúng không? Người theo chế định, người theo siêu. Sự thật cao bộ, sự thật cũng có hai là sự thật chế định và sự thật theo siêu chiều lý, chứ nói kết lại với nhau không à, chứ không có cái gì mà khó hiểu hết á. Để đó là cái câu bắt buộc phải trả lời cho thôi. Đó là bây giờ tới đây đó, B vẫn còn gài vô nữa, phải không? Mới thấy là cái đầu óc khủng khiếp vậy đó. Những cao thủ mà đấu nhau là khủng khiếp vậy đó. Rồi mới lặp lại, Ngài mới nhận thức là Ngài mâu thuẫn vậy không? Rồi tiếp theo đó là B cũng lấy cái đòn gọi là gậy ông đập đường ông, tức là
B nó là B sai lầm đúng không? B cho rằng B sai lầm đúng không? Trước đây đó, B cho B sai lầm đúng không? Trước đó đó, B cho B sai lầm. Thì cái này đó, B biện luận B đó, là biện minh là mình không sai lầm đúng không? Theo cách thức đó, từ câu 3 đến câu đoạn kinh từ câu 3 đến câu 5 đó, 3, 4, 5 đó. Có bạn 3, 4, 5 đó. Thì bây giờ B cho B sai lầm. Trước đây B cho B sai lầm, B biện minh là vậy. Bây giờ B là cho T sai lầm, B biện minh. Giống như là đó là những cái lý lẽ thế nào mà anh đưa ra đó, anh cho tôi sai lầm đó, tức là tôi cho anh sai lầm này, anh trình bày là anh không có sai lầm. Bây giờ anh cho tôi sai lầm thì những lý lẽ đó tôi cũng trình bày tôi không sai lầm, nó là lấy gậy gậy ông đập ngông á, hiểu này chưa? Có hiểu không? Không hiểu vậy coi đi. Nắm mắt ý đấy như vậy. Bây giờ chúng ta mới đi vô những cái này là chính nè. Nói nôm na rằng anh đánh tôi đòn nào tôi đánh anh là đòn đó. Vậy thôi. Bởi vậy tôi đúng mà, anh sai nhưng mà tại anh khéo dùng ngôn ngữ lấp ghê thôi. Nên tôi chưa có, tôi chưa thèm nói tới. Mà nói tôi sai tôi cũng dùng ngôn ngữ của anh, tôi biện cho lại, hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta qua đoạn thứ 6, 7, 8, 9, qua đoạn thứ 10 đó. Đoạn thứ 10 giá 7 ngày 89. 89 đúng rồi, đồng rồi. Đồng kinh đúng rồi á, đồng chánh tạng. Đó là B hỏi rằng á, người được nhận thấy là một sự vật căn bản. Dĩ nhiên ở đây là đây là lập trường của B mà phải rồi, đây lập trường của mình, người ta hỏi phải không, phải rồi, dĩ nhiên vậy nha. Thì đây hỏi, bây giờ ông hỏi kiểu này. Phải không, kiểu hỏi được bài này. Người được nhận thấy ở mọi nơi đó không? À, bây giờ mới bước qua, bây giờ trẻ ra. Người được nhận thấy là một sợ cao tột, chân thể tuyệt đối. Vậy con người đó là thấy ở mọi nơi phải không? Mới rắc rối đây. À, mới rắc rối đây. Thì B trả lời rằng không nên nói như thế. Thì B mới nói là ngài hãy nhận thức. Mâu thuẫn của ngài, tức là ngài đã chấp nhận cái mệnh đề. Mệnh đề này đó là 5 cái không? Phải không? Thì cũng phải cho ai chấp nhận mệnh đề. Sao không chấp nhận
không bác bỏ mình đệ sáu cũng phải không chấp nhận và không bác bỏ mệnh đệ năm, y như cách nên mà chúng ta đã học rồi đó, không gì khác hết. Rồi xong tới đây chánh kinh hết, bây giờ chúng ta có phần lý giải rồi. B sách 3 là tất cả chốn. Sách Bát Thá là khắp nơi, nhưng ở đây khắp nơi ở đâu? Nó có hai nghĩa. Là ở chúng sanh vô mạng quyền, mà ở Pháp vô mạng quyền. Dạ, ở Pháp cũng có mạng quyền. Mà khi tại vì ở khắp mọi nơi, vậy ở chữ là ở khắp mọi nơi này, ở Pháp vô miệng mạng quyền. Cái pháp mà có mạng quyền chỉ cho chốn pháp mà có mạng quyền á là chỉ cho chúng sanh, mỗi khi được gọi chúng sanh bởi vì cái pháp đó có mạng quyền. Cái pháp nào mà không có mạng quyền là pháp đó không phải chúng sanh. Ví dụ như cái này không phải chúng sanh, nó có mạng quyền, nhưng người này có chúng sanh. Cho dù chúng sanh nó chỉ có sắc pháp không, chỉ có sắc pháp không mà thôi, như những pho tượng nha, nhưng trong cái sắc pháp đó có mạng quyền được gọi là chúng sanh. Đây là trường hợp người vô tưởng. Người vô tưởng nó có mạng quyền gì không? Người mạng quyền, người vô tưởng có mạng quyền không? Có sắc mạng. Và chính người vô tưởng này phục sanh bởi bọn mạng quyền, nó không phải là phục sanh theo cái tâm thức mình nữa, mà tục sinh bởi bọn mạng quyền. Cho nên dù không có tâm thức, dù là không có tâm thức vẫn gọi được gọi là chốn chúng sanh, người vô tưởng. Bởi do có mạng quyền. Còn ở đây nè, cũng là sắc pháp, nhưng mà không có sắc mạng quyền trong này, cho nên không được gọi là chốn. Cho nên ở khắp mọi nơi là ở bất vô mạng quyền và pháp có mạng quyền. Cho nên khi mà danh từ mà ở khắp nơi này đó, không khéo đó, bê mà phải rồi một cái đó, bê đó phải rồi một cái đó. Cái này là con người phải không? Cái này là con người, đây ở khắp mọi nơi mà. Cái hư không kia cũng là con người phải không? Tại khắp mọi nơi mà. Nè, đó nhận bê sẽ nhận thấy rằng mình sẽ bị sai lầm nếu nó tại rồi ở khắp mọi nơi. Bây giờ bác có mạng quyền có hai nữa. Nãy chúng ta nói là chúng sanh vô, chúng sanh vô tưởng và chúng sanh hữu tưởng. Nhưng mà con người là một cái chân thể tuyệt đối. Đó là quan niệm của B đó. Trong này nó có một cái chân ngã, có nghĩa là biết hết mọi tất cả rồi vậy. Giống như vậy vậy. Nó năm nay là một cái linh hồn á. Nó năm nay là cái chân ngã của bên Phật giáo hay là của Ấn Độ. Thì nó tương tự như bên Đông Phương chúng ta là có linh hồn. Chính linh hồn đi tái sinh, linh hồn đi đầu thai đó.
ăn cháo lú xong quên hết chuyện cũ. Vậy ăn cháo lú có ai thấy chưa? Giáo sư cũng chưa thấy. Lại chưa xuống đó lần nào hết. Mà không thích xuống đó nữa. Nhưng mà nếu mà con người vô tưởng này á, thì là không có, nghĩa là đại khái là không có tri giác, tức là không có cảm thọ nè, không có sự suy nghĩ nè, không có cái sự ngẫm nghĩ suy tư, không có nhận thức, không có biết, đơn giản chỉ là một pho tượng nhưng có sắc mạng nguyện trong đó. Vậy thì cái con người này á, con người chân ngã này á, có trong này á, dĩ nhiên thấy không nên có rồi. Nếu mà con người mà có đó, chính vì vậy đó sau này duy thức á mới lấp liếm cái chỗ này lại nè, lấp liếm chỗ này lại nè, cho nên á khi nhập diệt thọ tưởng định, khi nhập mà diệt thọ tưởng định thì vẫn có cái a lại cho tưởng. Người vô tưởng cũng có ai lại thức, nhưng mà duy thức sẽ chết rồi. Mà chính ai là đánh ngờ duy thức? Chính là bác ngã đánh duy thức. Nếu Nam Tông không can thiệp chưa? Nếu Nam Tông không can thiệp chưa? Không can thiệp chỗ này. Mà chính bác ngã muốn gục cái duy thức ở điểm này, mà muốn bằng duy thức nào, muốn bằng duy thức nào mới ghê. Nói ông này thắng ông kia, đúng rồi, mà thắng bằng cách nào? Nè bác Nhã nói rằng á, ở duy thức chấp nhận năm cái tâm sở biến hành, đó là bỏ mạng nguyện ta thấy ra thôi, xúc thọ tưởng phân định, bỏ mạng người ta lấy ra thôi. Xúc thọ tưởng á, cái năm cái tâm sở mạng người, năm tâm sở cái hành, mà khi có năm tâm sở biến hành đã, tên của nó là biến hành, thì nó có mặt trong tất cả các tâm, đúng không, đúng không? Mà duy thức á, chủ cư là bát thức, bát thức á, sáu cái đầu là nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thứ thứ bảy là mặt na, thứ thứ tám là già. Thì theo nhà duy thức á, năm thức đầu á, nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, thân á, không có trí mà cũng không có thường, ý thức có trí mà không thường, mạt na thức này thường mà không trí, a lại gia thức này vừa có trí mà cũng là vừa thường. Như vậy năm cái tâm sở biến hành này, nó cái tên nó là biến hành, nó phải có mặt ở trong tám thức này, đúng không? Bắt buộc mà. Nếu anh nhắn mặt ở trong này thì anh đâu gọi là biến hành được nữa. Có khắp nơi, biến hành là có mà khắp nơi. Nhưng mà cái định diệt thọ tưởng này đó, định diệt thọ tưởng này đó, do nương theo cái sự kiện được đặt tên, do nương theo sự kiện để được đặt tên, đúng không? Bởi vì định này nó chấm dứt thọ tưởng, chấm dứt luôn cả thọ tưởng. Mà thọ tưởng phải là cái hành không? Cái hành phải không? Nếu như tâm a lại gia này có thì phải có thọ tưởng. Tại nó biến hành nó phải bằng trong tâm này, tức là biến sở hữu cái hành với tâm nó đều là giống như song song với nhau. Có anh phải có tôi phải có anh. Phải mà vắng tôi phải vắng anh, mà vắng anh phải vắng tôi.
khi có thọ tưởng thì dứt khoát không có tâm, mà không có thọ tưởng thì dứt khoát không có tâm. Để cái này mình nó là biến hành mà có mặt anh tức là có tâm, mãi có tâm phải có mặt anh. Hiểu cái thế luận này không? Mà giờ đây chỗ này là diệt, diệt chấm dứt, chấm dứt thọ tưởng, mà thọ tưởng chấm dứt không có biến hành thì anh này làm sao có mặt được, anh ta lại anh ra sao có mặt được. Hiểu không? Bởi vì thọ tưởng chấm dứt thì là sao anh này có mặt nữa, còn nếu mà anh này có mặt thì buộc phải có thọ tưởng, mà thọ tưởng nó chấm dứt rồi thì làm sao anh này có mặt được. Anh lại lại do thức này làm sao có mặt được. Nó tương tự vậy, do cái cõi đó không có tưởng cho nên mới định danh là vô, vô tưởng, mà tưởng là tâm sở biến hành, nó chấp nhận mà. Mà không có tưởng thì làm sao ra lại do thức. Hiểu cách lý luận này không? Cho nên bác nhã quýnh Phật ra vậy. Có nắm bắt được cái chiêu thức mà đặc biệt này không? Cho nên á, bữa nay á chúng mình vô tưởng. Mà đã chúng mình vô tưởng rồi á, thì cái chân ngã kia chất nào đi nữa, cái chân ngã kia nó cũng phải có tưởng. Mà đã vô tưởng làm sao mà anh có mặt được. Vậy thì câu hỏi rằng ở khắp mọi nơi đó, thì cái dám trả lời phải rồi không? Hả? Không dám trả lời là phải rồi. Hả? Rồi bây giờ có chúng sanh vô tưởng. Chúng ta bây giờ chúng ta loại rồi nha, loại từ từ hết rồi nha. Nếu là người ta phương pháp loại si, chúng ta loại từ từ hết rồi. Ở pháp không có ăn quyền, cũng không thể dám nói có cái người chân ngã đó. Bây giờ chúng sanh có ăn quyền, người vô tưởng cũng không dám nói có nữa. Phải chưa? Vậy thì người chân ngã này nè, cái chân ngã này chỉ có ra chúng sanh thuộc tưởng đúng không? Phải chưa? Bây giờ chúng ta muốn quay lại chúng sanh thuộc tưởng. Bởi vì mới thấy cái đầu học cách ngày ghê quá. Nó cầm bức cầm bái phục cách ngày luôn. Để con từ không ơi, ở khắp mọi nơi phải không? Gài người ta vô có thế. Bây giờ chúng sanh hữu tưởng, về trong chúng sanh hữu tưởng này nó gồm có là danh và sắc nè, danh nè, hoặc là chỉ có danh thôi cũng được. Nhưng mà nó thường nhân người ngũ uẩn, rồi cõi ngũ uẩn thì có danh lẫn lẫn sắc. Như vậy ở khắp mọi nơi chúng sanh hữu tưởng nè, ở khắp mọi nơi thì con người đó có phải ở trong sắc, có trong sắc không? Cái tăng ngã nó nằm trong sắc không? Nếu như B đáp rằng phải rồi thì tự xác định mình có bà kiến. Tức là sao? Tức là ngày dạy á. Thân kiến là gì? Thân kiến có nghĩa là chắc rằng, cho rằng ta có sắc, sắc có ta. Ta có trong sắc, sắc có trong chúng ta. Mà trong sắc có chân ngã này thì rõ ràng tự anh lòi ra cái tà kiến của anh. Ghê chưa? Tại vì ra 20 thân kiến là gì? 20 thân kiến là gì? Nói là bậc dự lâu cắt đứt
ba sợi dây kiết sử là thân kiến, ngoài nghi giới cấm. Thân kiến có bao nhiêu? Ai học gì pháp mới biết đó là có hai. Thì á, con người chúng ta có năm uẩn đúng không? Thì cứ mỗi uẩn có bốn chi, ra là hai mươi chi. Mỗi chi là chúng ta lấy sắc làm tiêu điểm. Thì người này chắc là một trong bốn điều là ta là sắc. Sắc là ta. Ta có đầu sắc. Tương tự như vậy, thọ cũng bốn chia như vậy. Nếu là ta là thọ, thọ là ta. Ta có trong thọ, thọ có trong ta. À, tưởng, hành, ba là sắc cũng giống như người ta nói là cái cánh hoa với mùi hương nó là một vậy đó. Nghe. Rồi còn sắc là ta là sắc, sắc là ta đó, cái mùi hương á nó cũng chính là cái hoa đó. Nói tới hoa hương đó người ta biết ngay hoa đó, nói tới hoa đó người ta biết ngay cái hương đó. Nghe, nghĩa vậy đó. Còn ta có trong sắc cũng giống như ta được ở trong cái tòa hoàng cung lộng thể đó. Cái chân ngã nó ở rồi. Rồi sắc có trong ta cũng giống như là ba là người tạo ra cái sắc, ba là người tạo ra. Mà ta tạo ra được con sắc như vậy đó, rồi vào tạ là kiến. Cho nên đây nó là 20 cái thân kiến. Nhưng mà nếu mà nói rằng nó cho rằng là trong sắc có ta, tại vì cái ngã này được tìm thấy ở trong trong sắc, cái ngã này được lấy trong sắc thì chính là trong sắc có ngã đúng không? Trong sắc có ngã đúng không? Mà trong sắc có ngã là tạ. Rồi bây giờ tới địa danh, địa danh cũng vậy thôi. Tới địa danh cũng vậy thôi. Qua về bàn về cái này trước đi. Bàn cái ta có đồng sắc trước đi. Mà sắc này á là bao gồm cái thân xác đúng không? Sắc này bao gồm thân xác này gì nữa. Như vậy chân ngã được tìm thấy ở trong sắc. Mà nếu như phải rồi thì B hỏi tiếp nè. Theo lời ông là cái chân ngã này tìm thấy trong sắc. Vậy nó ở đâu? Móng tay, cọng tóc, mắt, mũi, tay, chân, vân vân. Phải nói là sắc mà. Tóc nè, phải là sắc không? Vậy chân ngã mà nằm trong trong tóc không? Dĩ nhiên phải trả lời là không rồi. Vậy cái chân ngã này nó nằm ở trong tim, gan, rồi thận, phổi, ruột, bèo có không? Chứ phải trả lời không như vậy. Không có trong sắc, tôi tìm bạn hết. Vậy nó ở đâu? Có hiểu không? Bây giờ da mình có phải là sắc không? Lớp da mình có phải là sắc không? Vậy chân ngã nằm ở da phải không? Đâu phải dám nói chân ngã nằm đây được. Hay là chân ngã nằm ở dưới móng chân. Mà khi mà trẻ nó từng phần á là nó hơi bê nó ông nói chân ngã hay đó. Nghe. Nằm trong sắc ha. Tôi hỏi tất cả 32 thể trượt không thấy.
lẽ nó chân ngã nằm trong nước mũi. Nước mũi phải là sắt không? Đúng không? Mật đà mũ máu mồ hôi nước mắt nước nhờ nước tiểu mở đặt mở lỏng tốt lông ngón đang dao đúng không? Thì không nhớ là không tại được. Bây giờ nằm danh, nằm công danh nha, danh ở đây để có tâm và tâm không sợ. Nhưng bây giờ nếu nó nằm trong sắc, sắc này có thay đổi không? Có thay đổi không? Chân ngã có thay đổi không? Hả? Chân ngã không thay đổi đúng không? Sắc thay đổi đúng không? À, cho nên hiện nay chân ngã mình 60 tuổi thì mình 60 tuổi chân ngã mình 60 tuổi phải không? Hay là chân ngã mình vẫn là 1 tuổi tại nó không thay đổi mà. Hay là chân ngã mình vẫn còn là sơ sanh. Hả? Hiểu chưa? Còn nếu như sơ sanh là một cái chân ngã, 60 tuổi là một chân ngã khác thì nó thay đổi chưa? Thay đổi chưa? Hiểu không? Nếu anh danh, trong cái danh nó có tâm và tâm. Mà tâm sở này nó có 52 đúng không? Đúng không? Mà tâm này có đôi khi có đầy đủ những cái tâm sở, có đôi khi nó kiếm thiếu với những tâm sở khác. Đúng không? Ví dụ như bây giờ tham tham đây anh chỉ được cái này và cái này chỉ hai cái này thôi đúng không? Mấy này không có vậy cái chân ngã nằm trong tâm tham phải không? Để chân ngã nằm trong tâm tâm sân tâm si tâm thiện tâm gì phải không? Cũng không nữa, vậy ông nói chân ngã nằm trong danh tôi kiếm hoài không thấy. À, 121 tâm ký mãi cũng không thấy. Cho nên phải làm sao? Đành là nói sao? Không nên nói như thế. Không nên nói như thế. Cái hỏi nữa là đây nhận nữa. Chịu không nổi luôn. Bảo sao đó thì B nói là ngã mong tưởng là chúng ta mất rồi cái gì chắc rồi cái món ca thôi mấy giờ tiếp theo mở làm bây giờ đây là truy tiếp ta đã chờ đủ rồi ở khắp mọi nơi rồi phải không? Là chỉ mới nói về không gian mà thôi nha, nó ở những cái vị trí thôi. Bây giờ đây bắt đầu truy tiếp. Okay. Người được nhìn thấy là một sự thật cá tộc. Có cảnh nào biết không? Chân thể tối. Phải không? Để bắt buộc cái câu này bắt buộc nha. Phải rồi. Nãy giờ mình chủ trương vậy mà. Nghĩa là phải rồi. Người đây là người được nhận thấy ở mọi thời ở đây bạn đánh máy hơi xa anh chú nè, sắp bắt thá ở mọi nơi còn đây là sắp bắt đi sắp bắt đi là ở mọi thời nó là mọi thời gian á. Thì
Giống như vậy á, cái phần giải này mới quan trọng nè. Ở đây giải nè, mọi thời là chỉ cho quá khứ, hiện tại, vị lai cho đến kiếp đến cuối. Ở đây hơi chặt chẽ một cái. Quá khứ, hiện tại, vị lai, thấy đầy đủ rồi không? Yeah. Cái vị lai đó, trong tương lai đó là hiện nay mình đang ở hiện tại đúng không? Trước đó là quá khứ đúng không? Phải không? Trong về sau là tương lai đúng không? Mà tương lai này có phải mình đang là kiếp cuối không? Có không? Hay là chết còn tái sanh nữa? Cho nên phải luôn cả có cái nữa là trong mọi thời đó luôn ạ, kiếp sống cuối. Mà vậy cái sống cuối chính là gia la hán á, dứt kiếp sống này thì là gì biết viên tịch là không còn nữa. Mà nói cái thời ở đây mới tới thời ca la, ca la là thời gian đó. Mà là ở chấm dưới nó là gì? Đen nha. À, L cái chấm dưới á là đen. Hắc xì dầu á. Nó là ca lá thì cái chi pháp ca lá là gì? Chi pháp là gì? Nên nhớ á, cái chủ thuyết này á, là của Quách Chiếu Tất Cá và Samyutta Giá, tức là của Chánh Lượng Bộ với Bậc Tử Bộ. Mà đọc Chánh Lượng Bộ á, là tách ra từ Bậc Tử Bộ. Mà Bách Chi Bút Tát Cá là cái nhóm đầu tiên rất gần với Nguyên Thủy, gần lắm chứ không có xa lắm. Mà tách ra vậy, cho nên trình độ di diệu pháp của các vị này không phải là kém đâu nha, không phải là kém. Vậy thời cũng chỉ di pháp là gì? Thời cũng chỉ cho di pháp là gì? Cái này xưa có nói rồi, nhưng mà của thầy trả lại cho thầy rồi. Chi pháp của cái thời gian là gì? Ai mới nói gì đó? Vô minh. Đúng đó. Chi pháp của thời gian chính là vô minh. Cho nên cái thời mà chứng đắc được, cái thời mà chứng đắc đạo đó, sơ đạo, vị đạo, tam đạo, tứ đạo, cái thời mà chứng đắc đạo đó, đó là thời gì? Quá khứ, hiện tại hay là tương lai? Hả? Là hiện tại đúng không? Đúng không? Bà Visakha 7 tuổi nghe Đức Phật thuyết pháp xong chứng đắc đạo quả, ngay lúc bà chứng đắc đạo quả đó đối với bà là thời gì? Cho nó lại.
Lúc 7 tuổi. 7 tuổi chính đắc. Hả? Đúng rồi, nghe pháp của Phật ở trong rừng của xứ cái làng Phật Giá đó. Ờ gì? Lúc bà 7 tuổi. Mày lúc bà 7 tuổi đó tới nghe Đức Phật, ngồi nghe Đức Phật thì thuyết giảng xong, vừa nghe vừa quan sát là chứng đắc đạo quả ngay cái thời pháp đó. Vậy cái thời đứng cái đó đó. Hiện tại phải không? Phải không? Cho nói lại nữa. Bảy tuổi, sao nó bảy tuổi? Ngay cái lúc thời điểm 7 tuổi. Thời điểm 7 tuổi. Vào lúc bà 7 tuổi nghe Đức Phật ngài thuyết pháp mà bà ngồi xuống, cái cô bé 7 tuổi ngồi xuống. Nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp xong dứt thời pháp, chứng quả dự lưu. Mà tại do đó lúc 7 tuổi. Mà ngay trong cái thời điểm 7 tuổi đó, đó mà lúc mà cô bé 7 tuổi chứng đắc đạo quả ngay cái thời điểm đó. Ngay cái sắc na đó thì cái sắc na đó đắc đạo đó. Ngay cái sắc na đắc đạo đó. Này, đó là thời gì? Hiện tại quá khứ hay gì đây? Ngay cái thời điểm hiện tại còn chưa chấp nhận ngày hôm quá khứ. Ngay cái thời điểm không lẽ quá khứ ngay cái thời đó mà quá khứ là 6-7 tuổi mới đắc phải không? Ôi, cái thời đó gọi quá khứ lúc là 8-9 tuổi mới đắc phải không? Hiện tại còn chưa chấp nhận đây không quá khứ. Ai hôm tương lai để càng sai nữa. Có phải thời hiện tại không? Phải không? Cho nó lại lần nữa. Rồi, đi thôi. Nghe nè. Quá khứ, hiện tại, vị lai được gọi là nhân minh đúng không? Phải không? Ngay vào thời điểm đó là thời hiện tại vậy có vô minh phải không? Có không? Quá khứ, ai nói có? Tại, tương lai. Trong tâm đạo này, tâm đạo Phật đồng có vô minh không? Đã không có vô minh mà gọi là hiện tại. Mà hiện tại là vô. Đúng không? Vậy câu trả lời đúng hay cha sai cha? Hiện tại là vô minh. Hả? Quá khứ, hiện tại, vị lai phải là thời gian không? Mà thời gian chi quá thì vô minh đúng không? Ngay lúc Đức Phật đạo quả đó là thời hiện tại phải không? Vậy thì nó có vô minh phải không? Không phải hiện tại, không phải là thời gì? Xin thưa, ghi vô dùm, đó là thời giải thoát. Mà cái này xin nhớ là xưa dạy rồi nữa. Chưa sáng. Đó là thời giải thoát. Bởi vì ngay lúc đó giải thoát được ba cái kiếp sử, hay là ít nhất cũng giải thoát được hai cái anh chàng này, chỉ không bao giờ có mặt trở lại. Đó là kiến và nghi. Nghi và kiến ở đâu vậy? Tham mạng kiến. Dứt khoát hai anh này là không bao giờ có mặt trở lại. Từ đó cho đến khi viên tịch. Nên đó gọi là cái thời giải thoát. Bây giờ nhớ nè. Ủa lâu lâu mất cái tuyệt chiêu ta. Mày để dành rồi chứ. Vậy đúng. Tại vì đầu tiên á, của cái tập tâm tạng lần hai không quay lại nè. Sở dĩ có cái tập tâm tạng lần hai là do nhóm quách chiến của tất cả tạo ra 10 điều phi luật. Mà trước đó phải là ở trong nguyên thủy ra không? Tạo ra 10 điều phi luật rất gần gũi không? Dạ, hồi xưa như vậy là
nhiên, dĩ nhiên rất giỏi về pháp, nhưng mà trong đó có bà la môn giáo xen vô tâm thực từ từ vậy, cho nên lấp liếm bằng cách là đưa về những cái danh từ nào của đại kinh vô để bào chữa cho một cái căn ngã, cái ngã là cái đại ngã của bà la môn, đại ngã của bà la môn. Bà la môn chấp nhận một cái đại ngã, còn mỗi chúng sanh đây là một cái tiểu ngã, cho nên phải tu tập tứ vô lượng tâm để sau này quay trở về cái đại ngã đó là trường sinh bất tử. Nghe trường sinh bất tử phải không? Phải không? Phải quá rồi cha. Sống mãi còn chết, phải quá rồi cha. Mà Đức Phật có chết không? À, vậy thôi. Hiểu không? Đó nó cũng giống nhau đó. Nó thuộc là ngoại thời á. Nhưng mà ngoại thời nó khác ở chỗ nó hao hao giống nhau mà nó khác nhau. Ngoại thời là không tính tương giống như nước bàn nè. Nước bàn với cái đỉnh đồng của ngoại thời là ngoại thời. Ngoại thời là không tính thời gian được. Không có tính thời gian được. Còn thời giải thoát thì cái thời đó biết được đó. Ngoại thời là không á. Nó vượt ra khỏi thời gian, nó khác cái là thoát ra. Nhưng nó có một sát na chứ, nó qua khỏi sát na nó là trở thành thời quá khứ luôn. Cái đó nếu mà tính thời sát na đó là tưởng theo cái diễn biến của tâm thức. Mình nếu thời sát na là mình tính với cái sự diễn tiến của cái tâm thức mà thôi. Từ cái sát na này, cái tâm na dứt cái kiếp này, qua hôm nay dứt cái này, nó qua cái này, thì cái sát na, cái tâm B này đối với cái A này nó ra thành là quá, nó A à, đối với B là quá khứ, mà B đối với A nó ra thành là tương. Đấy. Mà thời sát na cũng biết là thời hiện tại, nhưng mà thời hiện tại của cái sự sinh diệt của tâm chứ không phải là, hiểu chưa? Mình biết là ở một cái phạm trù nào, một lĩnh vực nào thì nó có cái tên gọi riêng của nó. Vì nó tại sự thời sát na ta phải hiểu ngay đó là đời sống của một cái tâm, không có nhầm lẫn được, không có thể nhầm được. Chỉ có một cái tóc như thế, có 1.000 tỷ cái tâm nó sanh diệt. Mà cái tóc tai này chưa được ăn 1 sao, 2 sao, cực dễ. Cho nên nói tới thời sát na phải nói tới là sự sinh diệt của một cái tâm, không nhầm lẫn, thấy không? Cái ngoại thời á, nó thoát ra được cái gì? Giờ sẽ hỏi anh nè, cái ngoại thời thoát ra được cái gì? Anh thấy giữa hay thì cái từ giải thoát và ngoại thời nó khác nhau, mặc dù nó giống nhau chi pháp vậy đó, nhưng mà nó khác nhau. Cái thời giải thoát là cái thời đó ra khỏi cái gì đó, còn ngoại thời nó chỉ là không có tính thời gian thôi. Niết bàn khi nào hội tụ là tự nó xuất, hiện không có định được. Niết bàn là quá khứ hiện tại vị lai được hết, mà là ngoại rồi. Mà niết bàn cũng không thể gọi là thời giải thoát được, mà cái thời giải thoát chỉ cho cái tâm đạo mà thôi, nó không có chỉ cho niết bàn được. Mà nếu tâm đạo này á, tại sao vậy? Nếu cái tâm đạo này hữu vi vô vi, những tâm sư thế là hữu vi hay vô vi? Hữu hay vô? Chắc không? Chắc không? Trời ơi, lâu lâu ta trả lời đúng câu hỏi khó thì trả lời được ha. Mà niết bàn này vô vi hay hữu vi? Hai cái khác nhau chưa? Cho nên cái thời nó thời khác không? Mà cái này thời này cũng thời khác không? Cho nên đây có gọi ngoại thời, còn kia gọi là thời giải. Con nghĩ này, con nghĩ con nghĩ
nghĩ sai đừng hỏi. Cái khi nãy chị nói cái hiện tại quá khứ vị lai này nó có một cái quy định của thời gian, quy định của nó nha. Ví dụ người ta nói rằng kiếp sống hiện tại của chúng ta là 60 năm, 60 năm một cuộc đời, 20 năm đầu mất đi chăn trâu á. Thì đó, nó quy định cái hiện tại, còn cái sống con người đó 60 năm chẳng hạn là cái hiện tại. Hoặc là cái hiện tại nè, hiện nay chúng ta đang ở trong cái thời giáo pháp hiện tại không? Hả? Hiện nay chúng ta đang ở trong thời giáo pháp hiện tại không? Giáo pháp của Đức Phật Cát Sa Bá là quá khứ đúng không? Giáo pháp của Đức Phật Nát Tà Giá là vị là hiện nay chúng ta đang ở giáo pháp hiện. Cô nắm được ý nghĩa chưa? Tức là cái phạm trù của chữ hiện tại rất là rộng, tùy theo người ta quy định. Hôm nay là hiện tại, ngày mai là tương lai, hôm qua là quá khứ. Nên người ta quy định là giờ từ 8 giờ đến 9 giờ là hiện tại, 9 giờ đến 10 giờ là tương lai, 7 giờ đến 8 giờ là quá. Có hiểu chưa? Có hiểu không? 60 năm. Mà tùy cái quy ước mà anh thấy, tùy cái quy ước mà anh thấy. Ví dụ như con thấy những cái văn bản không, quyết định này có giá trị hoặc là xác định này có giá trị kể từ ngày ký nè. Thì kể từ ngày đó là hiện tại đó, hiện tại của cái xác lệnh, cái pháp lệnh đó là hiện tại đó. Mà khi nào quỷ thì cái đó thì nó thuộc về không, phía trước nó thôi quá khứ, khi nào quỷ là nó là tương lai. Sao sẽ quỷ đang có hỏi thầy sao là hiện tại, bây giờ xin ví dụ nha. Hiện tại con đang ở có luật hình sự đúng không? Mặc dù luật hình sự nó ký vào trên năm 1980 mấy gì đó, mày kệ. Phạm đã lấy cái luật hình ra xử lý không? Nếu phạm tội hiện tại này, lấy luật hình sự ra xử lý không? Cho nên cái hiện tại được quy ước. Nếu không lấy đâu ra rút tội tôi cãi nữa không? Cái luật hình sự này ký năm 1980 mấy á, nó quá khứ rồi, tôi phạm tội hiện tại nè. Cãi vậy được không? Hiểu không? Rồi. Như vậy á, hỏi rằng á là giải ở mọi thời. Cho nên nó là từ quá khứ, hiện tại, vị lai, cho đến kiếp sống cuối. Mà theo quan điểm á, tại vì hỏi là tại sao B á không dám trả lời là phải rồi. Bởi vì B quan niệm là con người cái chân ngã này nó bất biến, nó không hề thay đổi. B mới trực hiểu ra rằng á, ở quá khứ nè, có thể làm vua đúng không? Đúng không? Mà trong hiện tại này có thể làm dân đúng không? Vậy thì cái chân ngã này nó có còn là bất biến nữa, tại vì danh sách nó thay đổi. Nếu cái chân ngã này là bất biến thì bắt buộc những kiến thức khi anh còn làm vua đó, thì khi anh làm dân anh còn biết nhất.
Nhưng mà khi anh làm vua đó, chân ngã là bất biến mà. Để cái này nó không thay đổi. Khi anh làm vua thu thập kiến thức như thế nào, nhưng mà tại sao làm dân không đi? Anh nhớ mình làm vua lúc nào? Ngay cả chúng ta nè, nếu chân ngã này là bất biến, lúc 7 tuổi mình làm gì á là mình nhớ hết, nhưng cái lúc nhớ cái lúc quên thôi. 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi nó là bất biến mà. Nhưng mà tại sao cái chân ngã này nè nó bất biến mà có những chuyện chúng ta quên, mà trong lúc quên vậy đó thì nó có thay đổi chưa? Trước nhớ bây giờ quên, thay đổi chưa? Như vậy chân ngã nó có bất biến không? Nó ở mỗi thời mà, ở thời trong hiện tại được không? Ngay trong hiện tại nè, ngay trong hiện tại này. Ngay trong hiện tại này, nếu chân ngã này bất biến, tức là nó không bao giờ bị thay đổi đúng không? Trước đây thông minh sáng suốt, giờ nó lu mờ, thay đổi chưa? Hiện tượng này có không? Dạ có. Có không? Dạ có. Vậy thì cái bất biến nó có đứng vững không? Dạ có. Rồi. Có khi kiếp trước mình làm vua, kiếp này mình làm dân, đúng không? Hay là kiếp trước mình làm dân, giờ mình vua đi chứ coi. Rồi, trong cái tương lai nè, có thể mình rớt xuống xuất sanh đúng không? Có thể là tái sanh xuống khổ cảnh có không? Dạ. Rớt xuống địa ngục có không? Dạ. Có nữa. Người ta nói đường đi địa ngục rất dễ, nhắm mắt cũng tới mà. Đường xuống địa ngục rất là dễ, nhắm mắt cũng tới à. Như vậy á, mình có chấp nhận, mình có chấp nhận khi mà cái chân ngã này nó biến thành súc sanh á, cái đầu óc của con chó, con mèo, con heo, con gà như con người không? Có chấp nhận không? Này hình nó ghê à? Chưa kể trong quá khứ nó chuyển tiếp từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai nữa. Thì trong cái giai đoạn mà chuyển tiếp từ quá khứ đến hiện tại, từ cái hiện tại đến tương lai của một con người, của một kiếp sống đó, thì dây phút từ quá khứ đến hiện tại nó phải qua cái giai đoạn gọi là cận tử đúng không? Nó thời thời cận tử mà. Chấm dứt cái quá khứ này, chết là chấm dứt quá khứ đúng không? Thì nó mới nhảy qua bên hiện tại. Rồi từ hiện tại đến tương lai này cũng có thời gần chết. Cũng thế là muốn nói một con người đó nha. Nói một con người đó nha. Hiện nay năm 2013 đúng không? Đúng không? Bây giờ là 2013. Hồi tháng trước có phải là 2013 không? Tháng trước nó qua 2013 không? Nhưng mà trước khi ngày 31 hoặc 30 tháng 12 á, nó còn là 2013 không? Còn không? Còn không? Trước cái ngày 30 tháng 12 này nè. Dạ rồi. Của cái năm này, của cái năm này nè. Nó còn là 2013 không? Đây vẫn là 2013 phải không? Nhưng mà quá 12 giờ qua 12 giờ đêm đó. Trước khi đó, lên 0 giờ 10 giờ là 23 giờ. 24. Nó vẫn còn là 20. 23 đúng không? Mà dứt cái này xong á thì mới nhảy qua 20. Thì cái thời điểm đó nó thuật ngữ gọi là thời cận tử của một con. Nãy giờ sư nói là năm thôi. Cái năm thôi. Nhưng mà con người cũng vậy.
Lúc còn hấp hối rồi chưa tắt thở còn gọi chết không? Chết. À, khi nào chết rồi tắt thở thì đi vào giấc ngủ. Ngàn ngủ. Ngủ hoài không chịu tỉnh. Thì lúc đó cái thời đó được gọi là thời cận tử. Thì bây giờ trong thời thời cận tử nè. Cho nên chúng ta có thấy rằng cái bạn sẽ giải mà chúng ta không có nắm tay, các bạn sẽ giải tay lên đúng. Bây giờ cái là cái người cận tử này ở giai đoạn cận tử của quá khứ để qua tới hiện tại hoặc là cận tử sắp chết á, từ có hiện tại đến tương lai có lúc sáng suốt chính một cái người đó thôi. Có lúc sáng suốt đúng không? Có lúc mê sảng đúng không? Phải không? Có lúc không hiểu gì, không biết gì hết. Vậy cái bất biến nó có đứng vững không? Lúc còn bình thường là hiểu biết không? Lúc bệnh nằm mê sảng thì cái sáng suốt không còn đúng không? Như vậy cái bất biến, nếu đã bất biến thì phải vẫn sáng suốt. Nhưng bây giờ nó không còn sáng suốt nữa, đang còn mê sảng thì sao? Thì sẽ bị thay đổi thì cái bất biến có đứng vững không? Nắm được ý chưa? Hồi chưa kể đang là con người chết xuống tái sanh làm súc sanh ngu chết mồ á, gọi ngu như bò á, thì đâu có chân ngã này, đâu có trường còn bất biến được. Mà nó vẫn bị thai. Đã rồi. Nắm được chưa? Cho nên B bắt buộc không dám trả lời. Không dám trả lời là phải rồi. Mới rãi rồi thôi rồi bị bẻ. Bị bẻ. Mà giờ không lẽ bác bỏ. Không lẽ nó đây. Không phải vậy. Thành phải trả lời là không nên nói như thế. Cho nên không khéo á, mình tự mình bác bỏ lấy cái luận điểm của chính. Nó trả lời phải rồi thì bị bẻ mấy cái này là không có đường nào mà gỡ được. Không đường nào gỡ bởi vì nó thực tế. Bởi thực tế. Không có đường nào gỡ. Để buộc lòng phải trả lời lấp lửng là không nên nói nha. Dĩ nhiên tiếp theo thì BT mới chỉ ra cái mâu thuẫn. Rồi chúng ta tiếp ha. Đánh cho xong ba cái này tiếp tục còn ở cái bên trong rồi. Bây giờ đây cái thuận của T về sao chúng ta sẽ thấy là B nó cũng vặn lại, cũng những cái này vặn lại luôn. Mà T cũng phải lúng túng luôn. Chứ không phải đang nắm thấy thượng phong mà thắng thế hoàn toàn đâu. Phải làm sao vặn lại cũng bị lúng túng lại. Chứ không phải không đâu. Mới cao thủ mới ghê vậy đó. Đây hả tiếp. Người được nhìn thấy là một sự thật cao bộ. Căn thể tuyệt đối phải bao nhiêu phải dĩ nhiên lê phải xác định là phải rồi đẹp rồi vặn vẹo tiếp.
Phật. Phật đi xuống. Anh người nhận thấy tất cả phải không? Sắp đi xuống. B trả lời rằng không nên nói nhớ. Ở đây giải chỉ như phía sau đó là đây nhận bắt bẻ liền vậy. Ngài mới nhận thức mâu thuẫn, ngài chấp nhận cái này, ngài phải chấp nhận cái kia, ngài không chấp nhận cái này, ngài không bác bỏ cái kia, rồi ngài cũng phải không chấp nhận cái này, không bác bỏ cái kia. Nghĩa là thấy tất cả sắp đi xuống, giải tất cả sắp đi xuống, nghĩa là chỉ cho năm quận, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền. Có phải cái chân ngã này nè được nhìn thấy tất cả mọi phần là thấy luôn, là phải là đó là năm quận, 12 xứ, 18 giới hay là 22 quyền, tùy theo ông muốn gặp bên cái cạnh nào, có phải không? Thì B bắt buộc phải trả lời làm sao? Không nên nói sao? Bởi sao vậy? Bởi vì nó phải rồi đó. Phải rồi đó, ở mọi thần đó. Nếu như anh ta trả lời là phải rồi, thì B sẽ hỏi rằng vậy ông thấy cái chân ngã này là gì? Năm quẩn, 12 xứ hay 18 giới hay là mai quyền? Mà nó trả lời năm quẩn, thì năm quẩn thường hay vô thường? Năm quẩn thường hay vô thường? Cái đã năm quẩn là vô thường, vậy thì cái chân ngã này bất biến hay là biến? Thấy không? Cho nên thấy những cái từ mà đưa xuống biết bao nhiêu cái phẩy là 12 giới, 18 giới, 22 quyền. Cho dù cũng nhận hết cái này thì cái mọi phần của ông đó là cái gì? Tôi nghe ông nói phải rồi mà. Để cái mọi phần của ông á, ông đã từ chối năm quẩn, không phải chân ngã 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, không phải chân ngã. Vậy cái chân ngã của ông là cái gì? Không thể trả lời được. Nó không phải là trừu tượng được, mà phải bởi vì được nhận thấy thì phải chỉ ra. Được nhận thấy là phải được chỉ ra. Bây giờ chỉ ra không được thì cái nhận thấy tự ngộ hưởng, người được nhận thấy. Mà được nhận thấy là phải được, là phải chỉ được ra. Bây giờ chỉ không ra được thì cái nhận thấy không là sao? Quý vị thấy, quý vị thấy nhức đầu chưa? Nhức đầu không? Bẻ tới bẻ lui, bận tới bận lui. Hỏi trước mọi người, người được nhận thấy là một sự thật cao bọc đúng không? Phải được nhận thấy là phải được chỉ ra phải không? Thì người đó được nhận thấy là từng phần á, nói mọi phần phải không? Mình nếu đáp phải rồi, phải rồi, vậy có năm quẩn phải không? À, năm quẩn anh nếu ừ cái đó, năm quẩn vô thường. Mà nếu là vô thường thì cái chủ trương bất biến của ông đã chính là đột ngã của ông. Tương tự với 12 xứ, 18 với 22 quyền, nói ra mọi phần chỉ như đây thôi. Nếu mà liệt kê thêm nữa thì cũng chỉ có danh và sắc nữa thôi. Như ở đây không có đưa ra danh và sắc. Trong bản sẽ giải không đưa ra danh và sắc. Ở đây trong danh và sắc á có gì? Cái này. Có này nè. Trong danh có nếp. Hơi chặt chẽ một chút á.
Thì đúng là nếu là chúng ta là có danh bà sắc đúng không? Hoặc là ngũ quẩn 12 xứ, 18 giới, 22 quyền. Nhưng mà nói chung là danh sắc thì còn bị bẻ liền. Đây mình hớ chi pháp ra bị bẻ ngay. Nè. Cho nên á, và nếu như phủ nhận hết cái này thì cái mọi phần á, mình lấy cái tay ngã đâu á, mình nhận thấy ở đâu? Năm cũng có, 12 xíu không có, 18 giới không có, 22 nguyện không có, mà toàn bộ này chỉ cho cái ngũ quẩn này nè, chỉ cho toàn bộ này nè, mà không có trong này thì nó ở đâu? Cũng chết. Hiểu chỗ này chưa? Nên buộc lòng phải lắc lửng là không nên nói như đấy, nắm bắt được chưa? Rồi, cũng vậy đi.